Hello, hello, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Tammy Love USA. Tôm hùm này hôm bữa mình đi Costco, mình mua một dĩ này nó 6 cái mà 57 đồng mấy đó các bạn. Và sẵn hôm nay lễ mình lấy ra mình làm với bơ tỏi đồ ăn nhân ngày lễ. Đây là phần tôm mình đã cắt sẵn ra từng khúc nhỏ nhỏ hết rồi nè. Gồm có bơ, hành lá, tiêu, tỏi và bột nêm gà. Còn bơ thì mỗi lần dùng mình thích xài hiệu bơ này các bạn. Giờ mình đang bắt cái chảo dầu lên cho nó nóng và mình chế dầu vô đây. Giờ mình sẽ bỏ cái phần tỏi hồi nãy mình cắt sẵn vào đây luôn. Mình sẽ xà phần tỏi này lên cho nó vàng vàng, nó thơm á. Còn đây là phần tôm hùm này hồi nãy mình đã cắt sẵn ra từng khúc. Giờ mình sẽ đổ vào cái chảo này. Mình xào chung với tỏi. Mình thích phi tỏi vô cho nó thơm á. Thường thường mình nấu cái gì á, mình hay bỏ tỏi vô trước để mình phi cho nó thơm. Mà mình sẽ nấu chung với tỏi. Mỗi người thì có một cách nấu ăn khác nhau. Cách nấu ăn của mình thì hơi khác. Giờ thì mình cũng bỏ bột nêm gà vô đây, xào chung cho nó hơi đậm đà tí xíu. Cách nấu ăn của mình chỉ nấu cho gia đình của mình thôi, hơi khác mọi người chút xíu. Nhưng mình muốn quay video này để lưu lại những kỷ niệm lúc mình nấu ăn. Và nếu các bạn xem có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua cho. Giờ mình cũng bỏ cái phần bơ hồi nãy mình để sẵn ra nè. Và mình cũng sẽ trộn đều lên bơ vô cái tôm hùm này luôn. Vừa có tỏi phi và bơ cho nên nó bốc mùi lên thơm quá trời thơm luôn. Phần tôm này cũng sắp xong rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy có ngon hay là không? Giờ mình cũng sẽ bỏ một phần hành hồi nãy mình cắt sẵn ra rồi đó các bạn. Bỏ vào đây luôn. Và mình cũng rắc một chút xíu tiêu vô đây cho nó thơm. Như vậy là phần tôm hùm này mình đã nấu xong rồi đó các bạn. Ngày lễ nhà mình cũng ăn gọn. Chỉ làm có một phần tôm hùm này thôi. Hôm nay cũng là ngày lễ Giáng sinh, mình cũng xin mến chúc cả nhà mình có được một ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bắp này mình mua ở chợ Việt Nam nè cả nhà, 4 đồng mấy, 6 đồng mà một dĩ tới
cái gì 5 trái, cái gì 6 trái mà nhìn nó ngon lắm. Nhìn nó dẻo mà ngon lắm. Mỗi lần đi chợ mình mua mấy bịch này luôn á, bỏ vô tủ đông lạnh đó, chừng nào ăn cái mình lấy ra cái mình hấp hoặc là mình hâm microwave cũng được. Và xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Nếu thấy thích video này, mong cả nhà bấm subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.